Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em tiếp tục quay mai vàng vừa quân tấm Vinh cho anh chị em mình giao lưu một số mặt hàng chơi Tết ha anh em. Thì ở đây Vinh sẽ tư vấn cho anh chị em mình những cái cây trong clip ngày hôm nay. Anh chị em mình xem mình thích cái loại nào, anh em mình sẽ liên hệ trực tiếp bên Vinh giùm em nha. Rồi tôi sẽ Vinh em sẽ mượn Vinh tư vấn cho anh em mình nha. Dạ em chào anh, chào cô chú anh chị ạ. Hôm nay tiếp tục vườn của em thì em có hai luống dạ Thủ Đức với lại cái mã sốt, cô chú anh chị ủng hộ. Đầu Lúc tiên này mình cũng cận vô Tết ha, thì anh em mình coi có thể ủng hộ chú vườn hay anh em mua về để chuẩn bị chơi Tết đâu nha. cái này là dảo Thủ Đức anh, cái lô này là 100.000 cây, em như nút nụ em cũng có lại mẫu sẵn cho khách nha. Anh em thấy không, khi mà cây mai mình còn lá không thì anh em đâu thấy nụ, nhưng mà cái chất lượng thì của mình khi mà lãi lá thì mình sẽ thấy nụ được như vậy ha anh em. Đây nụ rất là đều cây ha, nụ to một cỡ nụ đều cây. Đây anh nhà vườn ta có lãi một cây ra thử cho anh chị em mình coi như thế này ha. Cái này thì đồng ý là sẽ lãi lá ra thì nó sẽ bị phải bị trống thôi, mình thấy nó khác biệt xa lắm anh em, nhưng mà khúc lúc mà nó lên dồi lên chân bông thì nó lại khác nữa ha. Cây này chiều cao mình lấy trung bình bao nhiêu ha? Dạ khoảng tầm 40, chiều cao khoảng 40, tán ngang nó khoảng từ 35 tới 40 anh Thành. À, Có khoảng cây nó cũng 40, có đều đều thể nhích 40 nhích nha. hơn 40 nữa. Chậu C7 phải không? Dạ, Chậu C7. C7, Mà C7 ghép gốc nhớt ha. Bỏ vào chậu 2 tấc được. Hai tấc, hai tấc 2 rồi. Ngon. Ghép gốc nhớt liền cốt liền củ hết trơn ha, củ nở. À, giá bao 100.000 cây là bao nhiêu cây mình gửi hàng? Dạ là hai cây em gửi hàng, 4 cây em bao ship anh Thành. Nếu 4 cây thì nó sẽ là 358. À, 4 cây bớt được bớt 20.000. Bớt 20.000. Dạ, bớt cái tiền thùng ha. Hai cây gửi hàng, 4 cây bao ship. Dạ. Giá là 308 4 cây. Mấy cây này to đẹp ghê. Nó nguyên luống. Ừ. Nguyên luống dài đi ha nè. Kế tiếp là hàng giả Thủ Đức đi anh Thành. Thủ Đức loại này là giá 350 cây anh. Này có hoa nè. Hoa này nè. Cây này hoa đạt của mình hơn to thấy ghê không? To cái này nè, bông cái màu Thủ Đức của mình bởi chịu không nổi ha, nở bông cánh nó thẳng rồi nhị rồi nó cũng đẹp, nó cân đối một cái bông hoa ha. Cái này giá bao nhiêu tiền một cây hả Vinh? Dạ 350 một cây anh Thật, hai cây em bao ship. 350 một cây, hai cây bao, một cây có gửi không? Dạ gửi hàng. Một 350 một cây là một cây mình vẫn gửi hàng, hai cây thì mình sẽ bao phí vận chuyển ha. Dạ, nếu gửi lẻ, nếu mà một cây thì em bao ship là giá 400 em bao ship anh Thật. À, một cây 400 ngàn là bao ship. Dạ. Còn nếu mà một cặp thì sẽ là 700 ngàn. Dạ. Bao ship ha. Rồi mình đợi. Dạ. Chi tiết. Cái lô này chiều cao nó rơi vào khoảng tầm 60. 60 chiều cao. Dạ. Ngang nó 50 anh Thật. Ngang 50. Dạ. Cây thì khi mà gửi hàng sẽ không gửi chậu xi măng này nha anh em. Cái này em bó bầu không gửi? Bó bầu ha. Hàng vẫn là hàng ghép gốc nhớt liền cốt 100%, củ nở ha anh em. Cái củ ở đây thì trung bình nó đều đều khoảng gấp rưỡi ngón chân cái cho lên đến cổ tay của mình. Nụ cũng khá là đều. Có cây nó cỡ nó cao khoảng tầm 65 nữa anh Thật. Ừ. Đây nguyên một cái hai luống này phải không? Dạ đúng rồi. Hai luống. Cây này chắc nó cỡ 65 70 gì ạ. Ừ. Thì trong quá trình anh em mình điện thoại chú vườn, anh em mình cần cây lùng hoặc cây cao gì đó thì anh em mình cứ việc nói với chủ vườn để chủ vườn người ta lựa cái cây tương đối cho anh chị em mình ha. 70 50 luôn anh Thành. Mày lá đẹp. Nụ rất nụ là ok luôn. Luôn nụ đẹp ha. Lá lúc ra mày còn giữ được cái màu lá rất là đẹp như vậy là ok. Nó cũng ngà ngà rồi. Ừ. Nhưng mà nó vẫn còn hơi xanh xanh thôi. Nó chuyển qua màu hết rồi. Nụ rồi đi. Năm Tết cái bộ lá vậy là quá ok rồi. Lá nó khằn già rồi. Thì kế tiếp mình vô mình quay combo mã số anh Thành. Okay. Lấy cây viết mình đi. Đầu tiên là ba cây cúc thọ hương ha. Dạ, combo 3 cây. Ba cây cúc thọ hương, ba cây này giá nhiêu hả Vinh? Dạ 450 em bao ship anh Thật. Ba cây 450 ha, bao gồm phí ship cho anh chị em mình. Dạ. Chiều cao thì nó khoảng tầm 40 40 45 đi anh Thật ơi. Chiều cao trung bình 40 45 ha. Cái này em đo được là 42 rồi nè. Lấy 40 thôi. Thọ hương ha. Cúc thọ hương. Nụ mập 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 không anh. Thấy gì chứ nụ nó lên dồi xanh à, nó kín ta à. Ừ. Này nó cũng khi mà mình lãi lá ra mình sẽ thấy được cái phần này chứ. Dạ. Ừ. Hàng vẫn là hàng ghép gốc nhớt cũng dễ ha em. Có cây này nó có bị này chút xíu anh Thật. Mà nó không đáng kể. À, giống như cái thẹo ghép của mình. Dạ đúng rồi.
heo ghép còn ha, chiều cao 40 đến 45, bo 3 cây mã số 1 350. 350 anh bao xếp? 350 hay 450? Ủa 450 anh lão. Anh làm lão luôn. 450. Dạ. Mã số 31 3 cây Thọ Hương ha. Rồi kế tiếp là cặp số 2 cũng Thọ Hương luôn. Cái này thì 400 bao xếp. 2 cây 400. Hai cây này quấn rễ khá ha. Dạ. Đó chiều cao anh. Chiều cao nó 50 anh Thạch. Chiều cao 50. Cái này cũng dày nụ lắm nè. Hoành cây này nó được 7 anh Thạch. Đo cái cũ mà anh luôn, cây này có cái cũ mình đo luôn. Rồi bấm chỗ đó lấy ra đọc đi. Cái này 25 anh Thạch. 25 mình cũ. Này nó khoảng tầm 23. Cây 25 cây 23 ha. Dạ. Hai cây Thọ Hương, mã số 2, 400k bao gồm phí ship. Dạ. Kế tiếp là mã số 3. Thì gồm một cây cúc Tư Long với lại một cây cúc Thọ Hương. Giá là 450 em bao ship. Cặp mã số 3, 450. Cái này chiều cao nó có 50 anh Thạch. 50. 50 cũng vậy luôn. Củ ghép bự này nè, liền cốt ha. Cốt ghép bự hơn tay cái. Này xe 8 xe 9 vậy. Này là xe 8 á. À, chọc xe 8 nha nè, chọc ghép già. Ừ. Cũ cũng ghép cũ hết ha. Nha. Cặp này 450 cũng bao gồm phí ship, phí vận chuyển cho anh chị em mình luôn. Nha. Mã này là mã số 3. Mã số 3. Mã số 4 gồm một cây Thủ Đức với lại một cây Phú Tân anh Thạch. Mã số 4. Mày có ghi thông số vậy nè. Cây đầu tiên là hoành 7 cao 50 ngang 50. Cây số 2 là hoành 6 cao 50 ngang 50 luôn. Hai cây này nó tương đối giống nhau, một cây là Thủ Đức, một cây là Phú Tân. Anh em mình có thể lấy combo mã số 4 cặp này để anh em mình chơi ha, có hai mặt bông, hai cây cũng tương đối giống nhau làm cặp được nha. Dạ. Nó 388 em bao ship anh Thạch. Phú Tân này là 12 cho đến 24 cánh nha anh em. Thường thường anh em cứ hỏi Phú Tân 12 hay là 24 không à. Tại vì cái Phú Tân á thì nó sẽ là trung bình nó từ 12 cho đến 24 cánh. Nó hơn Thủ Đức là từ 8 đến 12 nha anh em. Còn nó là tính từ 12 cho đến 24 cánh nha. Thì trong cái quá trình mà trong 24 đó, nó sẽ có 15, 16, 17, 18 ở trong đó. Thấp nhất là 12. Cây này là cây Thủ Đức, em lấy vô quay mẫu cho khách luôn á. À, 400 em bao ship á, trong cái lô cái, đó. Cái lô hồi nãy phải không? Dạ đúng rồi. 400k bao gồm phí ship ha, là cái lô hồi nãy nha anh em, tại này không có phải là ghim vô đây để quay chi tiết hơn cho anh chị em mình thôi. Giống như cái cây sô sô ở ngoài kia là hoành nó phải chín phẳng chín nè, cao khoảng 63 nè, ngang 55 nè. À, cây này là giá 400 nè, y gan như cây hồi nãy thôi. Cốt cành sữa ha. Giá 400 em bao ship. Này mã số 5. Mình ghi mã số cho cái này luôn ha. Dạ. Mã số 5. Thì cái lô ngoài kia là nó đó nha anh em. Sẵn ghi mã số luôn. Để anh em mình có lấy cái này thì mình lấy. Rồi tiếp tục là mã số 6. Mã số 6 là một cây siêu bông Sài Gòn anh Thành. Có mặt hoa luôn. Siêu bông Sài Gòn. Có mặt hoa ha. Ghép gốc phôi mai vườn. Hiện tại thì đang ghép là 5 bo. Cái này là hoành 17, cao 45, ngang 50, giá là 450 bao ship anh Thạch. Cái này là mã số 6 ha. Dạ, mã số 6. Ghép 5 bo siêu bông Sài Gòn nha anh em. Cây này về thì anh em mình chơi Tết thì chơi, còn không thì anh em mình sang chậu thả tầm lớn ha. Mã số 7 cũng cây siêu bông Sài Gòn luôn anh Thạch. Mã số 7. Siêu bông Sài Gòn. Cây này vẫn là ghép phôi mai vườn ha, hiện tại thì đang cũng ghép là 5 bo. Ừ đúng rồi, 5 bo. Hoành eo của cây là 20, cao 50, ngang 55. Giá là 500 em bao xếp rồi Thạch. 500, mã này mã số 7 ha. Dạ, này được cái xác lớn. Cái xác bự, phôi to. À, mã số 8 là cũng cây siêu bông Sài Gòn luôn Thạch. Bông bự bị nở bị chen cái lá chè.
Cái này là hoành 15, cao 50, ngang 50. Đẹp cái này anh em. Giá là 360 em bao ship. Cái này đế bỏ có mấy cộng đế, 6 7 cộng đế mà bỏ đẹp cái vách bên đây anh em coi đế. Mã này là mã số 8 nha anh em. 8. Mã số 9. Mã số 9 là cây Bình Lợi với cây Sài Gòn. Hai bo. Hai giống. Một bo, cây ghép bo hai chủ. Bo, một bo siêu bông Bình Lợi, một bo siêu bông Sài Gòn. Bo chủ của nó là Bình Lợi, còn nhánh ngang của nó là bo này là Sài Gòn. Hai bo ha. Dạ, cây này là hoành 12, cao 65, ngang 40. Giá là 350 em bao ship. Này mã số 9 mà. Là một cây Bình Lợi với Sài Gòn luôn. Cái này là hoành 12, cao 70, giá là 300 em bao ship. Còn tán ngang này thì khó đo quá, lấy dạng lấy bo đo phỏng thôi. Nếu đo ra thì nó khoảng tầm 6 ngoài á, 60 ngoài. Cái này là mã số mấy? Mã số 10. Mã số 10 ha, cũng vẫn là hai bo ha. Dạ. À, hai giống bo chứ. Hai giống ba bo. Hai giống ba bo. Rồi, tiếp luôn. Kế tiếp 11 cây siêu bông Bình Lợi. Cái này có bộ đế quái à. Cây này là hoành 12, cao 65, giá là 400 em bao ship. Bộ đế đẹp quá nè. Tại tán ngang nó có một bên rồi nè, không có đò. Mới có kéo cành một thôi ha. Dạ. Mã số 12. 12 là cây giả Thủ Đức, cây này là hoành cốt ghép là 10. Anh đo trên này. Cao 60, ngang 65, giá là 750 em bao ship. Cái này thì hàng chơi Tết ha, về còn mấy cọng dây anh em mình gỡ mấy cọng dây đó ra là anh em mình chơi Tết nha anh em. Đế cũng rất là đẹp ha, liền cốt ghép 100%. Đủ đế quái. Cây này là mã số 12. Cái này là mã 13, cây cúc hoàng đế thịt hay nhị đỏ lá gai rồi á. Ba tên đặt kiếp là bị trùng hết trơn. Mỗi người mua về xong cái đặt cái giống khác ra để lấy cái tên khác ra bán thì sau này nó giống. Cái này hồi đó quay nhớ quay 2 năm trước là nói rồi, cúc nhị đỏ với hoàng đế nhìn quay lúc mà quay với ngậu á, cúc hoàng đế cái đi chỗ khác cái cúc nhị đỏ cái là thấy hai cái đó là hai cây có một, nhìn mình nhìn mặt lá lúc trước em nói mà trong clip mua bán. Cái này là hoành 16, cao 65, ngang 90. Còn cái chiều bay cái này lớn lắm anh nè. Cái chiều bay nếu đo hết thước là nếu ra khoảng mét mốt á anh thịt. Chiều bay nó khoảng mét mốt á. Dạ. Nếu đo vậy nè, là mét mốt á. Cái này đóng cái thùng bự à. Đây, nụ của nó. Bông cái này rất là to luôn nha nè. Còn tán ngang đây thì em đo 90 à. Cây này giá bao nhiêu? À, cây này giá 900 em bao ship nè. 900 bao ship. Mã 13 phải không? Dạ mã 13. Hoàng đế lá gai hoặc là nhị đỏ nè. Mã số 14 ha. Nhưng mà cái góc nhớt nha. Cây này hàng hiếm. Đây cái góc nhớt cắt cái này ghép y như mình ghép cái góc nhớt giả Hữu Đức thôi. Cái này bị ghép cúc hoàng đế ha. Đây, cốt ghép nó bự hơn tay cái của em đây ha. Gốc nhớt ghép ha, nói chung mấy cây ghép gốc nhớt liền cốt mà ghép giống gì cũng hiếm lắm anh em. Nhìn bao hiếm luôn á. Cái này là hoành 10, cao 85, ngang 85, giá là 850 em bao ship anh. 850 bao ship. Anh em cũng có thể là sưu tầm cây như vậy được nha anh em. Ghép gốc nhớt liền cốt 100% ha, tàn rất là to luôn. Mã 14 ha. Cây này nụ đặc cây luôn anh em. Bông cây này hoàng đế này đẹp lắm. Bông nó dày cánh. Tiếp là cây cúc nghệ. Cúc nghệ mã số mấy? 10. À, mã số 15. 15. Cái này là hoành 25, cao 70, ngang 85, giá là 1 triệu mốt em bao ship anh thịt. 1 triệu mốt. Cái phôi cái này cũng rất là đẹp. Đem cái phôi trước cho anh em mình ha. Phôi sắp phôi đo ngay đây ha. Đây, cốt rất là to nha anh em. Phần cốt ghép nó bự muốn qua chân cái rồi ha. Đây cái hàng cốt ghép của mình nè. Bự hơn tay cái rất là nhiều ha. Đây một cái dòi búp nó có mới lên một cái búp nè. Lên 2, 4,
năm, nhưng mà ở đây nó rụng nở rồi, nó rụng hết cái tán giữa này, ha, cái tán giữa hồi nào nó cũng phải bự hơn nở trước ha. Thì đây chưa một búp mở lên 6 bông rồi nè, bông rất là to, búp cái giò bông mở lên, nụ còn rất là nhiều ha, nụ đặc cây. Mã 15 này, 15. 1 triệu mốt. Dạ 1 triệu mốt, em bao ship anh Thịnh. 1 triệu mốt bao gồm phí ship ha. Dạ. Nụ dày 436 cánh. Mã 16 nha anh em. Dạ. Trân châu 2436 cánh nha. Cái này quanh 15, cao 80, ngang 90, giá là 1 triệu em bao ship. Em coi cái dàn nụ của nó nè. Trời ơi. Cái này nụ hối hận luôn vậy. Mấy cái già già nụ vậy thôi. Trời nụ cái này. Cái chột ghép của nó đây ha, bự hơn tay cái của em rất là nhiều ha, ghép phôi. Chột rất là to ha. Già nụ ghê hồn. Này là cây cúc trân châu nha anh em, 2436 cánh ha. Hoành eo đo được là 15 nè, cao 80, ngang 80, giá là 1 triệu bao gồm phí ship. Khi ship không có gửi chậu xi măng cho anh em mình nha. Này mua cái này về chơi đã luôn chứ. Triệu mấy cũng xứng đáng. Cúc trân châu năm nay thấy ít quá ha. Năm nay thấy ít hàng cúc trân châu 2436 cánh. Cái năm trước thì nhiều. À, cây 17 là cây giả thu đức thịt. Cây này là hoành 13, cao 95, ngang 75. Giá là 1 triệu 7 bao ship. Cây này ghép gốc đớ nhớt nha anh em. Cây này cũng 7, 8, 5 tuổi chứ không có tên nữa anh em. Cái chột ghép nè. Đo cái chỗ này là đo, có làm dấu đo cái chột ghép là hoành là 13 này nè. À, rất là to cái cây này luôn. Cây này về anh em mà có chơi bonsai anh em mình hạ lùng xuống chơi Tết như vậy đi. Anh em mình hạ lùng xuống lấy cái phôi thôi. À, 1 triệu 7 nha anh em. Cái này là mã số là 17, 1 triệu 7 luôn. Thủ Đức ghép gốc nhớt ha. Rồi, tiếp tục là mã số là 18. 18. Cũng cây cúc nghệ luôn anh Thịnh. Cái này là hoành 22, cao 75, ngang 70, giá 800 em bao ship. Đồ hoành eo nghe đây ha. Cúc nghệ nha anh em. Ghép hai bo, cái bo bự nhất của nó bự hơn tay cái của em này ha. Nụ cái cúc nghệ nãy có quay mặt bông rồi cho anh em mình. Nụ già đẹp. Lúc gài là cây nó phải vàng như vậy nè nha anh em, chứ đừng có xanh đen nha anh em. Lúc gài mà đòi xanh đen là nó không có đạt đâu. Lúc gài nó già nó vàng, nó bắt buộc phải vô mình vô phân kali thì bắt buộc cái cây của mình nó phải vàng. Đây mặt bông nó phải không? Dạ đúng rồi. Bị sâu ăn bị sâu bông ha. Hôm nay lúc gài nó xịt, xịt sâu. Xịt rồi sau mà ghim vô đây gửi cho anh em mình được. Rồi tiếp luôn, mã số 19. 19 là cũng là cây cúc nghệ đó luôn. Cây mặt bông này luôn á. Mặt bông dày nó bự ghê thôi nè. Mà sau ăn nát thì cái bông uổng quá ha. Hoành 19. Bông bự dung lên. Cao 90. Ủa, nè. Ngang 70. Nụi đâu mà thấy ghê hồn nụ. Giá cũng 800 em bao ship anh Thịnh, mã số 19. Nụ mập. Nụ đều cả cây nha anh em, nụ to ngon không à. 800k bao dạ. Gồm phí ship cho anh em mình ha. Dạ. Cây cuối cùng luôn á anh Thịnh. À, cái này cũng là cây cuối cùng luôn ha, 19 dạ. Phải không? Dạ, 19. Rồi, 19 mã số bao gồm mã số cây lẻ và combo với hai lô mai chơi Tết dạo Hữu Đức 100.000 một cây, hai cây gửi hàng, bốn cây bao ship tính giá là 380 ha, và hai cây lô mai bự một cây là 400.000 bao ship, hai cây là 700.000 bao ship ha. Thì anh em mình xem mình thấy thích cái loại nào, cây nào á, anh em mình sẽ liên hệ trực tiếp bên Vinh giùm em, số điện thoại em sẽ ghi ở trên cái tiêu đề để anh em mình liên hệ gặp Vinh nha. Rồi, em cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua thêm một lần nữa rất là nhiều.